Kim sát thiện tác đức báo lời giới thiệu. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đời tùy Tam Tạng Pháp Sư. Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch bản văn ra Hán văn. Việc dịch: Thích Thiện Thông, kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo. Kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo lời giới thiệu. Kinh Chim Sát Nghiệp Ác Thiện Báo còn gọi là kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển như ngày Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời Nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tâm Tôn của Nhật Bản. Anh đại giới đất Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sinh đời Phật pháp cầu học pháp lành, ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Nguyện thượng nói rõ các chim quẻ để xem xét nghiệp báo thiện ác, quyển hạ thuộc rành nghĩa chân thật của Đại Thừa. Kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo lời giới thiệu. Kinh Chim Sát tác là dụng tướng một luân những mệnh gỗ dơ quẻ để biết những thiện nghiệp ác, cùng quả báo của vui là giữ được trước hai đời này của một người nào đó. Cách làm một luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và các chữ ở trên 10 mệnh gỗ nhỏ. Thành dụng thứ nhất viết 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mệnh gỗ khác nhau, có các nét dài ngắn sâu cạn lớn nhỏ. Thành dụng thứ hai viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mệnh gỗ khác nhau, mỗi mệnh gỗ chỉ 3 mặt còn thừa 1 mặt trống. Thành dụng thứ ba đem theo từng dụng trên vật sạch để giữ một luân đó hiện ra những chữ có số gì, rồi theo đó mà xem xét việc lành dữ tốt xấu hoặc những quả đời trước đời đời vân vân. Đó là nội dung quyển thượng. Tuy về thức là chim bói, nhưng thực chất lại khác xa một chút đối với những việc chim bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chim bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc thành phần xuất gia tại gia, có quy y tạo giới hạn thôi. Và trước khi buông chim sát phải biết cúng dường tam bảo, sẽ mua các nguyện tỳ hỷ hồi hương vân vân, có được đức tin thuộc tủy thanh tịnh rồi thì tự chim sát thiện ác mới tương ưng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật Bồ Tát và người Địa Tạng. Thì đó những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác, không đủ những yếu tố này vì chim sát sẽ không tương ưng lại nữa. Khi thực hành đúng theo lời dạy của đức Địa Tạng Bồ Tát và việc mình muốn xem xét được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hữu, cũng chính là một phần mạnh một nơi thể tưởng dục của chân tâm chúng ta. Vì ấn hạ kinh đây chỉ dạy về pháp quan như thế nào để đúng với nghĩa thật của Đại Thừa, nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa để tu học, trước tiên cần phải biết hạnh cần mạng ban sơ. Đó là cảnh giới của nhất thật tướng. Nhất thật tướng này được tóm thâu, được tóm nêu bằng hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tâm chân dương, nghĩa thứ hai là thức a lại gia. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các pháp, thức a lại gia là nghĩa sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quán sát, ấy là pháp quán duy tâm thức và pháp quán thật tướng trung đạo của chân như. Người nào đưa vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức có thể trực nhận được nhất thật tướng, tức có thể trực nhận ra nhất thật tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ dự vào chủng tính Bồ Tát. Vì nào không cầm được việc tu tập hai pháp quán nói trên, đại điểm danh hiệu Đại Bồ Tát Địa Tạng cầu xin về tịnh độ của chư Phật trong các phương khác, hoặc tùy một nước Phật ở phương nào xoay về hướng ấy mà điểm danh hiệu của Ngài, đến khi được nhất tâm sẽ tùy nguyện xin khỏi Phật đó. Rốt ráo sẽ không rơi vào các đường ác tam chỗ nạn, sẽ thành tựu đức tin về Đại Thừa, mau được bất thối chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của bộ kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác Đức Đại Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sinh đời Phật pháp mà đã thay Phật chỉ dạy rành rẽ mọi điều. Ở chúng từ đời Nhà Tùy trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này để thực hành pháp sám tội số ấy rất nhiều, đủ cho thấy tập tục dân gian của Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau. Có điều là từ đời Tùy đến trước đời Đường, kinh này bị một số học giả xem là ngụy tạo vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường niên đại niên hiệu Đại Châu, những nhà sư định đục lục các kinh Phật với bộ Khai Nguyên Thích Giáo Luật mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào mục lục các kinh trong Đại Tạng. Sự truyền bá có hơi rộng rãi kể từ đó. Đến đời nhà Minh của Ngài Chí Húc Đại Sư trước tác một quyển tựa đề là Huyền Nghĩa Kinh Chim Sát, hai quyển Chim Sát Nghĩa Sở và một quyển Chim Sát Kinh Pháp. Cách thực hành việc chim sát bốn quyển trên đều là chủ sở bộ kinh này theo tài liệu lịch Đại Tam Bảo Ký quyển 12. Cận đại đây cũng có Ngài Mục Sư Hoàng Nhất
Trong khi viết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quang thì trung thân đất của Bồ Tát Địa Tạng đã trích dẫn tâm chim sát này rất nhiều và đề cao bi nguyện độ sinh của đất Địa Tạng Đại Bồ Tát đối với chúng sinh ở cõi Ta Bà. Thì đây hàng ngũ xuất gia tại gia như chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang suy vi, tà pháp đang lẫy lừng, điều đó rất hiển nhiên không thể phủ nhận. Tuy rất nhiều vị phát tâm trỗi vượt, cầu vô thượng bồ đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả không phải là đa số và hầu như rất hiếm hoi. Phải chăng đều do túc thế thiện căn còn mong manh yếu ớt và nghiệp chướng và tội nặng hiện tại và quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều điều chướng nặng hoặc bị sự nhiễu loạn bởi các thứ vị thần của 92 phải tà sư ngoại đạo khiến cho lui mất cẩn tánh hoặc trở lại cầu phúc báo nhỏ mọn ở thế gian như Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dạy trong kinh này. Cũng vì những nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại bi vô tận chỉ dạy các chiếm sát nghiệp báo thiện ác để người tu hành tự biết túc căn của mình, sau đó chọn lựa pháp tu cho hợp với căn cơ trình độ ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ và tà. Thế nên những đệ tử Phật khi xem đấy hoặc nghe nói đến việc chiêm bói chớ vội khinh thường, cho rằng Phật pháp ta trộn với hình thức bói quẻ của thế gian. Bên thức một bộ mộc lông gồm 19 mảnh gỗ chia làm 3 nhóm, nhóm đầu gồm 10 cái thâu nhiếp tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa 3 mảnh thâu nhiếp nghiệp thiện nghiệp ác sâu cạn thiên biệt thuộc về thân khẩu ý, nhóm sau 6 mảnh thâu nhiếp 6 căn 6 trần 6 thức thuộc 18 giới với 189 hiện tượng và phẩm thánh thế gian và trong thế gian. Như vậy đủ thấy kinh chim sát nghiệp báo thiện ác này thật bất khả tư nghị, không một loại báo khoa nào có thể sánh kịp. Riêng về thập nghĩa và đại thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sau thảm đơn nguyễn hạ để đem luật đại thừa khởi tính của Bồ Tát Mạng Minh để đã tạo để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luật khởi tính phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt dạy về ý nghĩa trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì duyên duyên này chúng tôi dịch kinh này, vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này. Xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, những bộ kinh chim sát này chưa thấy lưu thông tại cũng ít khi được nghe nói đến. Đây tình cờ một nhân duyên nào đó thúc đẩy khiến cho tôi, một Phật tử người Đài Loan khi qua lập ở Việt Nam đầu năm Minh Thí năm 1996, đã đem theo bộ kinh này bước một mộc luân được khắp chạm mạ vàng rất tinh xảo công phu, có cả bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 mộc luân để chim sát. Cứ sẽ muốn tìm người dịch ra kênh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam trong thời gian mấy tháng, tìm không được người ông thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn xem bộ kênh này và hộp mộc luân này về, muốn đem bộ kênh này và hộp mộc luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu để chúng tôi, ông vui lòng trao lại bản kênh và hộp mộc luân với hy vọng tôi có thể dịch bộ kênh này. Sau khi nhận được bản kinh đầu tháng 4 năm nay 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày. Mặc dù trong mùa Phật đản và an cư nghĩa khảo với nhiều bận rộn, tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng 4 thì xong hai quyển với phần chú thích, những từ ngữ khó và bạn chỉ dẫn phương pháp sử dụng một đôi để những vị tu sĩ Việt Nam, cư sĩ Phật tử Việt Nam bớt khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nói để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh như thế, nguyện vọng của ông đã thỏa mãn. Phải chăng đây đều là do thập lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng gia hộ độ trì, gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được việc này? Tôi thầm tin tưởng như vậy, xin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng kinh chim sát nghiệp báo thiện ác này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng trong mùa an cư năm Bính Tý 1996, dịch giả kính ghi. Kinh chim sát nghiệp báo thiện ác quyển hạ đời tùy tam tạng pháp sư bồ đề đăng người nước Ấn Độ dịch phản văn na hán văn việt dịch thất thiện thông. Bây giờ ngày đại bồ tát thiên tịnh tính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng làm sao mở bày phương tiện chỉ cho những người muốn hướng đến đại thừa. Ngài Địa Tạng đáp: Này thiện nam tử, nếu có người nào muốn hướng về đại thừa, trước hết người ấy phải biết hạnh nghiệp căn bản ban đầu. Hạnh nghiệp căn bản đầu tiên là gì? Đó là nương vào cảnh giới nhất thật tướng để tu lòng tin và sự hiểu biết, nhờ sức tin hiểu thêm lớn cho nên nhanh chóng được vào dòng giống Bồ Tát. Cảnh giới của nhất thật tướng là gì? Nghĩa là bản thể nơi tâm của tất cả chúng sinh từ trước đến giờ chẳng sinh diệt, tự tính nó thanh tịnh không chướng không ngại, dường như hư không vì lìa phân biệt, bình đẳng khắp pháp,
bình đẳng khắp giáp, nơi nào cũng có tràn đầy các mười phương, rốt ráo một hướng, không hề thục khác, chẳng biến chẳng đổi, không thêm không bớt. Cho vì bản thể nơi tâm của tất cả chúng sinh, nơi tâm của tất cả thanh văn độc giác, nơi tâm của tất cả Bồ Tát và nơi tâm của tất cả chư Phật đều cùng chẳng sinh chẳng diệt, không nhiễm không tịnh, đồng là một tướng chân như. Tại sao vậy? Vì tất cả những tâm có khởi phân biệt đều là huyễn hóa, không hề chân thật. Nghĩa là những pháp số của tâm như ức niệm, lo lắng, xét biết, vân vân, thuộc bốn uẩn là thọ, tưởng, hình thức, đều chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải tạp sắc, chẳng có dài ngắn, vuông tròn, lớn nhỏ, vân vân, cho đến cùng tận mười phương hư không. Tất cả thế giới tìm về hình trạng tâm này không một chút phần có thể nắm bắt, chỉ vì chúng sanh bị vô minh si tối làm nhân làm duyên, phân tập hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến sinh nhớ nghĩ vướng mắc. Tâm này nó chẳng thể tự biết, vọng tự bảo có, khởi tưởng xét rét, so đo về ngã, sở hữu của ngã, nhưng thật ra không có cái tướng của giác tri. Bởi vọng tâm này rốt ráo không có thật thể, vì chẳng tìm thấy cái thật thể của vọng tâm. Nếu không có cái năng phân biệt của giác tri, thì không có cái tướng của tất cả cảnh giới sai biệt thuộc mười phương ba đời. Bởi tất cả pháp đều chẳng thể tự có, chỉ nương sự phân biệt của vọng tâm mà có. Nghĩa là tất cả cảnh giới mỗi mỗi chẳng thể tự nghĩ mình là có, chẳng biết đây là tự kia là tha. Thế nên tất cả pháp chẳng thể tự có ắt không đổi khác, chỉ nương vọng tâm chẳng biết chẳng rõ, vì bên trong tự không, tức là có cái bị biết bên ngoài rồi sinh vọng các thứ tưởng pháp, cho là có, cho là không, bảo kia, bảo đây, bảo phải, bảo trái, bảo tốt, bảo xấu, cho đến vọng sinh vô lượng vô biên tư tưởng về pháp. Nên biết tất cả các pháp như thế đều từ vọng tưởng sinh ra, nương vọng tâm làm gốc. Nhưng vì vọng tâm không tự tưởng, cũng chỉ nương cảnh giới mà có, nghĩa là nói duyên niệm xác biết theo cảnh giới đằng trước, cho nên gọi là tâm. Phả lại vọng tâm này với cảnh giới mé trước, mặc dù đều nương vào nhau, nhưng sự phát khởi của nó không trước sau gì cả, và vọng tâm này luôn luôn là nguồn gốc, là chủ thể của tất cả cảnh giới. Tại sao vậy? Bởi vì nương vào vọng tâm mà vọng tâm này chẳng rõ một tướng pháp giới, vì thế nói rằng tâm có vô minh. Nương vào sức mạnh vô minh làm nhân, cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng, lại cũng do vô minh diệt, cho nên tất cả cảnh giới cũng diệt theo, chẳng phải do tất cả cảnh giới tự chẳng sáng tỏ mà nói cảnh giới có vô minh. Cũng chẳng phải nương nơi cảnh giới mà sinh vô minh. Tất cả các đức Phật đối với tất cả cảnh giới chẳng sinh vô minh. Lại nữa, chẳng phải do cảnh giới diệt mà tâm vô minh diệt. Bởi tất cả cảnh giới từ trước đến giờ thể tích vắng lặng, vì chưa từng có bất cứ thứ gì do nghĩa như thế, cho nên chỉ nói tất cả các pháp nương nơi tâm làm gốc. Nên biết tất cả pháp, pháp nào cũng gọi là tâm, vì nghĩa của thể không thay đổi và được nhiếp vào tâm vậy. Lại nữa, tất cả các pháp được khởi từ tâm, với tâm mà tạo ra tướng, hòa hợp mà có, cùng sinh cùng diệt, đồng không dừng trụ. Bởi tất cả cảnh giới chỉ bị duyên của tâm niệm niệm tiếp nối mà được duy trì tạm thời được có. Về nghĩa của tâm được nói trên đây có hai thứ tướng. Thế nào là hai? Một là tướng bên trong tâm, hai là tướng bên ngoài tâm. Tướng bên trong tâm lại có hai thứ, một là chân tâm, một là chân, hai là vọng. Chân là gì? Đó là cái tướng sẵn có nơi thể của tâm. Tướng này như như chẳng đổi, thanh tịnh tròn đầy, không chướng không ngại, kính nhiệm khó thấy. Bởi nó khắp giáp tất cả chỗ thường hằng không hỏi, nên có thể khiến lập sinh trưởng tất cả pháp. Vọng là gì? Tức là luôn luôn khởi niệm phân biệt, xét nét, duyên lự, nhớ tưởng các việc, mặc dù liên lụy hay sinh tất cả cảnh giới, nhưng thể bên trong của nó là hư ngụy, không hề chân thật, và cũng không thể tìm thấy nó. Tướng bên ngoài tâm, tức là tất cả các pháp và các thứ cảnh giới vân vân, tùy có cái bị niệm mà cảnh giới hiện ra trước. Vì vậy vì vậy mà biết có sự sai biệt giữa tâm bên trong và tâm bên ngoài. Thế thì nên biết
tướng vọng bên trong là nhân, là thể, tướng vọng bên ngoài là quả, là dụng. Do những nghĩa như vậy, thế nên ta nói tất cả các pháp đều gọi là tâm. Lại nữa, nên biết cái tướng bên ngoài của tâm tướng này cũng như các thứ cảnh giới bị thấy trong mộng. Duy tâm hiện ra không có việc thật bên ngoài, tất cả cảnh giới cũng đều như vậy, bởi đều nương vào giấc mộng vô minh cũng nhận thức mà được thấy vọng tưởng mà thành. Lại nữa, nên biết mỗi niệm trong nội tâm đều chẳng có dừng trụ, cho nên tất cả cảnh giới bị thấy, bị duyên cũng tùy theo tâm mà niệm niệm chẳng dừng, nghĩa là tâm sinh nên các pháp sinh, tâm diệt nên các pháp diệt. Tướng sinh diệt này chỉ có tên gọi thật bất khả đắc, bởi vì tâm chẳng qua đến cảnh giới chẳng về đến tâm, như tướng trong gương không đến không đi. Thế nên tất cả pháp tìm tướng sinh diệt nhất định trọn chẳng thể được, nghĩa là tất cả pháp rốt ráo không có thật thể từ trước đến nay giờ luôn rõ ràng, vì thật sự chẳng sinh chẳng diệt vậy. Tất cả các pháp thật không sinh, thật không có sinh diệt như thế, thì không có tướng cảnh giới sai khác mà vắng lặng nhất vị, như thế gọi là chân như, gọi là đệ nhất nghĩa đế, gọi là tự tánh thanh tịnh tâm. Tự tánh thanh tịnh tâm ấy long trọng tròn đầy, vì không có cái tướng phân biệt, tướng không phân biệt, tức là đối với tất cả chỗ không đâu mà chẳng hiện hữu, vì nó hiện hữu ở khắp giáp, do đó có thể nương vào sự hiện hữu này mà duy trì và dụng lập tất cả pháp. Lại nữa, tâm đó gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng nghĩa là tâm này gồm chứa đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghị chủng tử vô lậu và công đức thanh tịnh. Vì pháp thân của chư Phật từ ngần mé vô thị đến nay không chướng không ngại tự tại chẳng diệt, tất cả mọi sự giáo hóa và những công đức nghiệp hằng thường lẫy lần chưa bao giờ dứt, nghĩa là chư Phật đều thị hiện Phật ở trong tất cả thế giới ứng hóa đủ cách làm lợi ích cho chúng sanh. Do đó thân một Đức Phật chính là thân của tất cả chư Phật, thân của tất cả chư Phật cũng chính là thân một Đức Phật, và bao nhiêu việc làm cũng đồng là một, tức là không tướng phân biệt, không niệm kia đây, bình đẳng không hai, bởi nương vào một pháp tính mà có sự tác nghiệp đồng ứng hóa một cách tự nhiên, vì thể không đổi khác vậy. Như trên đã nói, pháp thân của các Đức Phật khắp tất cả chỗ và tròn đầy bất động, tùy các chúng sanh chết đây sinh kia mà luôn luôn làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh. Ví như hư không đều có thể dung nạp tất cả sắc tướng và các thứ hình trạng. Tất cả sắc tướng và các hình trạng đều nương nơi không mà có sự dựng lập và sinh trưởng ở trong hư không, bị nhiếp vào nơi hư không, lấy hư không làm thể, không có vật gì có thể ra ngoài ranh giới của hư không. Nên biết mọi sắc tướng biên giới hư không chẳng bị hủy diệt, khi sắc tướng hội bằng trở về với hư không và biên giới hư không sẵn có, không thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Pháp thân của các Đức Phật cũng là như vậy, đều có thể dung nạp các thứ quả báo của tất cả chúng sinh, đều nương vào pháp thân của các Đức Phật mà có sự dựng lập và sinh trưởng ở trong pháp thân, bị nhiếp nơi pháp thân, lấy pháp thân làm thể, không một vật gì có thể ra ngoài ranh giới của pháp thân. Nên biết trong thân của tất cả chúng sinh, pháp thân của chư Phật cũng chẳng thể hủy diệt, nếu khi phiền não bị đoạn trừ sẽ trở về với pháp thân, về biên giới pháp thân sẵn có, không thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Chỉ vì từ đời vô thể trở lại đây tâm tương ưng của vô minh do năng lực nhân duyên huân tập si ám, cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi do nương vào cảnh giới hư vọng làm nhân làm duyên huân tập mà khởi vọng tưởng tương ưng với tâm chấp ngã sở hữu của ngã, tạo chứa các nghiệp để rồi chịu khổ sống chết không ngừng, thay vì gọi pháp thân lại gọi là chúng sanh. Nếu trong số các chúng sinh người nào có được năng lực huân tập của pháp thân, thì phiền não của chúng sinh ấy lần lần cạn mộng, có thể nhàm chán sự khổ của thế gian và cầu đạo quả niết bàn, tin tưởng quay về với nhất thật tướng tu sáu pháp ba la mật và tất cả pháp phần bồ đề, đó mệnh danh là bồ tát. Trong số những bồ tát như thế, vị nào tu hành tất cả thiện pháp một cách đầy đủ hoàn toàn, rốt ráo được lìa giấc ngủ vô minh, sẽ được mệnh danh là Phật. Lại nên biết rằng danh từ chúng sanh Bồ Tát, Thập Phật vân vân chỉ nương lời lẽ giả gọi của thế gian để nói mà thôi. Về thể của pháp thân thì không có gì sai khác, rốt ráo bình đẳng, không có tướng biến đổi. Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài Kiên Tịnh Tính: này thiện nam tử, trên đây là lược nói ý nghĩa cảnh giới của nhất thật tướng. Nếu muốn nương vào cảnh giới nhất thật tướng để tu lòng tin và sự hiểu biết,
thì hãy nên học tập hai đường lối. Quán chiếu thế nào là hai? Một là quán các pháp đều duy tâm duy thức, hai là quán thật tướng chân như. Về cách học quán duy tâm duy thức thì tất trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, tùy thân khẩu ý, có sự móng niệm đều phải quán xét, biết những niệm khởi chỉ là do tâm, cho đến bất cứ cảnh giới gì, nếu tâm trú vào sự nhớ nghĩ thì phải xác biết và buông xả, chớ để cho tâm rơi vào tình trạng vô ký hoặc phiên theo duyên mà không tự kiểm soát. Trong mỗi mỗi niệm đều nên quán sát tùy ý niệm nào mà tâm duyên đến, lập tức thâu nhiếp trở lại, không để cho tâm theo đuổi những ý niệm đó. Làm sao cho tâm tự biết nội tâm của mình, tự sinh tưởng niệm. Chẳng phải tất cả cảnh giới có tưởng niệm có phân biệt, nghĩa là nội tâm tự sinh các quan niệm như hay dở thuốc sáu phải quấy được mất suy lợi có không vân vân. Tóm lại là không vô, là vô lượng ý tưởng, xong tất cả cảnh giới chưa từng có tưởng, chưa từng có khởi phân biệt, nên biết tất cả cảnh giới tự nó không có tư tưởng. Phân biệt tức là tự nó chẳng phải hay dở, chẳng phải tốt xấu, cho đến chẳng phải có, chẳng phải không, lìa tất cả tướng. Như vậy quán sát biết tất cả pháp chỉ duy tâm tưởng mà sinh, nếu như lìa tâm thì không có tướng, bất cứ một pháp nào có thể tự thấy có sự sai biệt. Thường nên như vậy mà khắc ghi giữ gìn nội tâm, biết rằng chỉ có vọng niệm, không có cảnh giới chân thật. Sự quan sát này cần phải đều đặn, chớ cho bỏ dở. Đây là sự tu học duy tâm duy thức quán. Nếu tâm bị vô ký, chẳng biết tự tâm đang nghĩ gì, đó chính là có cảnh giới ở trước, chẳng gọi là duy tâm thức quán. Vả lại, giữ gìn và khắc ghi nội tâm, ắt biết được tưởng tham, tưởng sân, tưởng si, tưởng tà kiến, biết thiện, biết bất thiện, biết vô ký, biết tâm lao lư, nghĩ đến các sự khổ vân vân, biết khi tịnh tọa thì đối tượng bị duyên của tâm mà mỗi niệm sát, biết sự sinh diệt của duy tâm. Ví như dòng nước trôi chảy, hai ánh lửa tiếp nối của ngọn đèn, không lúc nào tạm thời dừng lại, từ đó sẽ được chính định vắng lặng các sắc, được tam muội này rồi. Kế đến học tập đức tin về quán tâm của pháp Samatha và đức tin về quán tâm của pháp Tỳ Bác Sana. Học tập đức tin về quán tâm của pháp Samatha nghĩa là tư duy về tướng chẳng thể thấy của nội tâm. Tướng này tròn đầy, bất động, không đến không đi, bản tính chẳng sinh chẳng diệt, vì lìa phân biệt vậy. Học tập đức tin về pháp về quán tâm của pháp Tỳ Bác Sana nghĩa là xác biết những tư tưởng, nhận biết các sắc bên trong bên ngoài đều do tâm mà sinh, theo tâm mà diệt, cả đến tư tưởng nhận thức về sắc thân Phật cũng vậy, đều tùy tâm sinh, tùy tâm mà diệt, như huyễn như hóa, như trần dưới nước, như bóng trong gương, chúng chẳng phải tâm, cũng chẳng lìa tâm, không phải đến, không phải chẳng đến, không phải đi, không phải chẳng đi, không phải sinh, không phải bất sinh, không phải tác động, không phải chẳng tác động. Đại Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài kiên tịnh tính này, thiện nam tử, nếu luôn luôn dùng đức tin tu tập hay pháp quán tâm như vậy, mau ngộ được ra đạo lý nhất thừa, nên biết pháp quán pháp duy tâm duy thức như vậy gọi là ngưỡng cửa trí tuệ cao tột hơn hết. Ngưỡng cửa này có thể khiến cho tâm của hành giả mạnh mẽ, bén nhạy và thêm lớn đức tin hiểu nhanh chóng vào nghĩa không của đại thừa và phát được tâm vô thượng đại bồ đề. Trên đây là nói về pháp quán duy tâm duy thức. Nếu muốn học tập pháp quán thật tướng chân như thì hành giả tư duy về tịnh của tâm vốn không sinh không diệt, không trụ vào cái thấy nghe hiểu biết, lìa hẳn tất cả những tư tưởng phân biệt, lần lần có thể vượt qua tướng cảnh giới của các định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, được tương tự với không tam muội, thì tướng phân biệt thô của thọ tưởng hành thức chẳng hiện ra trước, từ đó mà tiến tu thêm sẽ làm bậc thiện tri thức với lòng từ bi quảng đại, vì khéo bảo nhiệm và trưởng dưỡng, cho nên lìa các chướng ngại siêng năng vì khéo bảo nhiệm và trưởng dưỡng cho nên lìa các chướng ngại siêng tu chẳng bỏ phế lần lượt, có thể vào tam muội vắng lặng của tâm, được tam muội đó rồi lại liền có thể nhập nhất hạnh tam muội, và nhập nhất hạnh tam muội rồi thấy vô số đức Phật và phát những tâm hạnh sâu rộng chẳng thể nghĩ bàn, trụ vào bậc kiên tính.
Trên đây là đường độ đường lối của hai pháp quán Samatha và Tỳ Bát Sana. Chắc chắn được sự tinh hiểu có thể quyết định thú hướng Bồ đề tùy chỗ tu học. Các tam muội thiền định và sự nghiệp thế gian nhưng không bị đắm trước, cho đến có thể tu khắp tất cả thiện căn của pháp Bồ đề đối với sự sống chết không bị khiếp sợ, không thất nhị thừa, bởi nương vào phương tiện hay khéo vô cùng bi diệu và khả năng tu tập bằng hai đường lối quán tâm này có thể làm chỗ sở y cho các thứ trí tuệ và các hạnh căn bản vậy. Lại nữa, tu học sự tinh hiểu như trên gồm có hai hạng người. Thế nào là hai? Một là hạng căn tính nên lợi, hai là hạng căn tính chậm lục. Hạng căn tính nên lợi, người này trước đó đã biết tất cả các cảnh giới bên ngoài duy tâm tạo ra, hư dối chẳng thật, như mộng như huyễn, quyết định không còn nghi ngờ gì nữa. Năm món cá nhẹ mỏng, tâm tán loạn cũng ít. Hạng người nói trên nên học tập ngay pháp quán thật tướng chân như. Hạng người căn tính chậm lục, hạng người này trước đó chưa thể biết tất cả các cảnh giới bên ngoài đều chỉ là tâm, vì hư dối không thật, tính thức nhiễm mắt của họ dày đặc. Năm món cái nhiều phen nổi dậy, tâm khó điều phục, thì trước hết phải nên học pháp quán duy tâm thức. Nếu người nào tuy học sự tinh hiểu như vậy nhưng chủng tử thiện căn còn mỏng, chưa thể tiến lên, các phiền não xấu ác chẳng bị bẻ dẹp lần lần, và tâm những người ấy nghi ngờ khiếp nhược, sợ đọa vào ba đường ác, hoặc sinh vào chỗ tám nạn, sợ chẳng thường gặp ở Đức Phật, chư vị Bồ Tát, các bậc thánh nhân chẳng được cúng dường, nghe nhận chánh pháp, sợ hạnh Bồ đề khó thể thành tựu, có các thứ nghi sợ và những chướng ngại như thế, vân vân, thì nên trong tất cả thời, trong tất cả chỗ thường xuyên tụng niệm danh hiệu của ta, Địa Tạng Bồ Tát. Nếu được nhất tâm thì căn lành sẽ thêm lớn, và ý chí người ấy dũng mãnh nên lợi lại thêm. Quán pháp thân của ta và pháp thân của tất cả các đức Phật với tự thân của mình, thể tính đều bình đẳng, không hai không khác, chẳng sinh chẳng diệt, có đủ bốn đức thường là ngã tịnh, công đức tràn đầy, đó là điều đáng nên nương tựa. Lại nữa, hành giả thường nên quán sát thân mình và cái tướng của tâm đều vô thường, khổ không vô ngã, bất tịnh, như huyễn như hóa, đáng chán đáng liệt. Nếu luôn luôn tu học pháp quán như vậy, hành giả mau được tăng trưởng đức tin thanh tịnh, bao nhiêu chướng ngại lần lần giảm bớt. Tại sao vậy? Vì những người này được học, vì những người này được gọi là học tập theo sự nghe danh hiệu của ta, cũng có thể nói học tập sự nghe danh hiệu của các đức Phật trong mười phương, được gọi là sự học tập chí tâm lễ lạy và cúng dường ta, và hay học sự chí tâm lễ lạy cúng dường đức Phật trong mười phương, được gọi là học sự nghe những kinh điển thâm sâu đại thừa, được gọi là sự giữ gìn biên chép cúng dường cung kính kinh điển đại thừa sâu thẳm, được gọi là sự giữ gìn biên chép cúng dường cung kính kinh điển đại thừa sâu thẳm, được gọi là học sự xa lìa những chấp trước tà vậy, đối với nghĩa lý sâu xa của chánh pháp chẳng bị rơi vào sự phỉ báng chê bai, được gọi là đối với đệ nhất nghĩa rốt ráo sâu xa của thật tướng sự học sự tinh hiểu, được gọi là hai trừ các thứ tội chướng, được gọi là sẽ được sự chứa nhóm vô lượng công đức. Những người nói trên khi bỏ thân này trọn chẳng đọa vào ác đạo và tám chỗ nạn, khi sinh trở lại được nghe chánh pháp và tin tưởng học tập tu hành, cũng có thể tùy nguyện sinh về tịnh độ của các đức Phật ở các phương khác. Lại nữa, nếu như người nào muốn sinh tịnh độ ở hiện tại ở phương khác, thì phải nghe theo danh hiệu của vị Phật ở thế giới đó mà chuyên ý niệm tụng một lòng chẳng loạn, hoặc là quán sát pháp thân như đã nói trên, người ấy quyết định sinh tịnh độ của các đức Phật ấy, chừng đó căn lành sẽ thêm lớn và mau được bất thối. Nên biết sự nhất tâm buộc niệm tư duy pháp thân bình đẳng của tất cả các đức Phật được nói trên đây đối trọng tất cả căn lành, đó là tịnh nghiệp trỗi vượt trên hết. Do đó, người nào siêng năng tu tập lần lần có thể hướng đến nhất hạnh tam muội. Một khi được vào nhất hạnh tam muội là thành tựu tâm hạnh rộng lớn, nhiệm màu mệnh danh là được tương tự với vô sinh pháp nhẫn. Bởi luôn luôn được nghe danh hiệu của ta, cho nên
cũng luôn luôn được nghe danh hiệu của chư Phật mười phương, bởi luôn luôn dốc lòng để lại cúng dường ta, cho nên cũng luôn luôn lễ lại cúng dường mười phương chư Phật, bởi luôn luôn được nghe kinh điển đại thừa sâu thẳm, luôn luôn giữ gìn biên chép cúng dường cung kính kinh điển đại thừa sâu thẳm, luôn luôn thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa sâu thẳm, cho nên có thể đối với đệ nhất nghĩa của thật tướng sâu thẳm rốt ráo chẳng sinh sợ xẹt xa lìa vị bán, được tâm chánh kiến luôn luôn tinh hiểu quyết định trừ diệt các thứ tội chướng và hiện đời thực chứng vô lượng công đức. Tại sao vậy? Vì được tâm bồ đề vô phân biệt, vì được trí tuệ vắng lặng hiện tiền, vì phát khởi chủng tử phương tiện các thứ nguyện hạnh, luôn luôn nghe danh hiệu của ta là được sự quyết định về đức tin và việc làm lợi ích, cho nên bất cứ việc gì có thể làm đều được chẳng thoái chuyển nghiệp nhân của đạo nhất thừa. Vậy nếu tu hành với tâm tạp loạn câu ế thì giàu có xưng tụng danh hiệu của ta, đó chẳng được gọi là nghe danh hiệu, vì chẳng hay sinh sự tin hiểu quyết định, chỉ gặt hái quả báo lành nhỏ mọn của thế gian mà thôi, chẳng được lợi ích rộng lớn sâu diệu. Hành giả nào tu tập với tâm tạp loạn câu ế như vậy, tùy tu bất cứ thiện pháp nào đều chẳng thể được lợi ích sâu rộng. Bồ Tát Địa Tạng bảo ngày kiên tịnh tính thiện nam tử nên biết sự siêng lòng tu học môn thiền vô tướng trên đây, không lâu sẽ được lợi ích rộng lớn sâu xa lần hồi thành Phật. Sự lợi ích rộng lớn sâu xa là được vào pháp vị kiên tính vì thành tựu tính nhẫn, vào địa vị kiên tu vì thành tựu thuận nhẫn, vào chính nhân vị vì thành tựu vô sinh nhẫn. Lại thành tựu tính nhẫn là có thể trở thành dòng giống của Như Lai, thành tựu thuận nhẫn có thể hiểu hạnh của Như Lai, thành tựu vô sinh nhẫn là được nghiệp của Như Lai. Lần hồi thành Phật là lược nói có bốn mạng, một là lần hồi thành Phật là lược nói có bốn hạng, một là vì tròn đầy đức tin về pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc tập chủng tính quyết định tin các pháp chẳng sinh chẳng diệt, thanh tịnh bình đẳng không gì đáng nguyện cầu. Hai là vì hiểu trọn vẹn về pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc giải hạnh, hiểu sâu tính các pháp, biết chủng tử của Như Lai là không tạo không tác, đối với sinh tử và niết bàn chẳng khởi hai tưởng và tâm không bị sợ sệt. Ba là vì chứng trọn vẹn pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào tịnh tâm địa, do được trí vô phân biệt thể nhập pháp thân tịch tịnh, cũng như nghiệp dụng tự nhiên chẳng thể nghĩ bàn, không còn ý tưởng tìm cầu nữa. Bốn là tất cả hạnh công đức trọn vẹn mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc Bồ Tát cứu cánh địa, có thể diệt trừ tất cả chướng ngại giấc mộng vô minh không còn. Lại cũng nên biết tu học theo môn thiền hữu tướng của thế gian cũng có ba thứ. Thế nào là ba? Một là không có phương tiện và sức tin hiểu, cho nên tham nhận công đức của các thiền định rồi sinh kiêu mạn, bị sự hệ phược của thiền làm cho thói tâm chỉ cầu mỗi lợi thế gian. Hay là không có phương tiện và sức tin hiểu, cho nên nương vào thiền mà phát khởi hạnh chán lìa, một bên khiếp sợ sinh tử, thói đọa vào hàng nhị thừa. Ba là có phương tiện và sức tin hiểu, nghĩa là nương tựa cảnh giới nhất thực tướng, tu tập gần với đường lối hai pháp quán Samatha Tỳ Bát Xá Na, nên có thể tin hiểu tất cả các pháp ghi tâm tưởng sinh, đồng như mộng như huyễn, giàu được công đức của thiền định thế gian mà chẳng đắm trước kiên cố, chẳng còn thói tâm cầu quả báo trong ba cõi lệ, tin và biết sinh tử cũng chính là niết bàn, nên cũng chẳng sợ khiếp nhược, chẳng thói cầu quả nhị thừa. Người tu học tất cả thiền định tam muội như đây nên biết có 10 môn tướng thứ lớp, nhiếp lấy đầy đủ sự nghiệp thiền định, có thể làm cho người học thành tựu sự tương ưng, không lầm không lộ những gì là 10. Một là tướng phương tiện nhiếp, hai là tướng muốn trụ cảnh giới, ba là tướng biết sự xuất nhập một cách rõ tỏ cảnh giới vừa mới trụ tâm, bốn là khéo trụ cảnh giới được vững vàng, năm là tướng móng khởi tư duy phương tiện giống mảnh, càng cầu sự tiến thủ hơn nữa, sáu là tướng lần lần được điều độ xứng với hỷ lạc của tâm, trừ mỗi nghi ngờ thêm sự tin hiểu và tự an ủi mình. Bảy là tướng chắc được sự thắng tiến với ý chuyên nhất tương ưng, ít phần với khả năng nhận thức. Tám là tướng công phu thêm sáng suốt, công phu thêm vững vàng, được công đức thù thắng thành tựu sự đối trị vọng tâm. Chín là
tướng tùy tâm hành giả khởi niệm, làm những gì muốn thị hiện công đức ra ngoài đều tương ưng với ý mà không sai lầm. 10 là tướng nếu muốn tu thêm pháp khác, nương nơi sở đắc có tướng mà khởi phương tiện sẽ lần lần thành tựu, xuất nhập tùy tâm siêu việt một cách tự tại. Đó gọi là 10 môn tướng thứ lớp, nhiếp hết sự nghiệp của người tu tập thiền định. Bây giờ Bồ Tát Kiên Tịnh Tính hỏi Ngài Địa Tạng: Đại Bồ Tát, Ngài vì sao mà khéo nói pháp sâu xa có thể khiến chúng sinh lìa sự khiếp nhược? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp: Này thiện nam tử, nên biết người mới phát ý cầu về đại thừa mà chưa được tính tâm đối với giáo pháp sâu xa của đạo vô thượng, họ ưa sinh nghi ngờ khiếp nhược, cho nên ta dùng phương tiện hay khéo tuyên rõ nghĩa thật để an ủi họ, khiến lìa khiếp nhược. Do đó hiệu của ta là bậc khéo nói an ủi. An ủi như thế nào? Nghĩa là những chúng sinh căn tính chậm luộc, tâm lượng nhỏ hẹp, nghe sự tối thắng tối màu của đạo vô thượng, mặc dù ý họ hấp tích hấp tâm hướng về, nhưng lại suy nghĩ rằng sự cầu đạo vô thượng cần phải chứa công để đức rất rộng, tu những hạnh khổ khó làm, phải tự độ độ tha, trải qua kiếp số dài xa, ở trong sinh tử lâu chịu xuyên khổ mới có thể thành. Vì lý do đó họ sinh khiếp nhược, ta liền vì họ nói nghĩa lý chân thật, nghĩa là nói tất cả các pháp bản tính tự tại rộng ràng, rốt ráo vô ngã, không có người làm, không có người thọ, không tự, không ta, không đi, không đến, không có phương sở, cũng không quá khứ, hiện tại, vị lai, cho đến vì họ nói 18 món không, tất cả các pháp không có tướng sinh tử niết bàn, cũng không có tướng chắc thật có thể nắm bắt. Lại vì họ nói tất cả các pháp như huyễn như hóa, như chân dưới nước, như bóng trong gương, như thành càng thác bà, như tiếng dụ trong hang trống, như quán nắng, như bọt nước, như sương mốc, như đèn hoa, như mắt bị chạm, như mộng, như chớp, như mây nổi đầu non, như phiền não sinh tử, tính nó rất yếu ớt, có thể dễ làm cho diệt mất. Lại dạy họ rằng phiền não sinh tử rốt ráo không có tự thể, tìm nó chẳng thể được, xưa nay chẳng sinh thật, cũng chẳng diệt, tự nó vắng lặng, chính là niết bàn. Những lời nói như vậy nhằm phá tất cả mọi sự nhận thức sai lầm, bớt đi sự chấp đắm nơi tự thân tâm, để chúng sinh được lìa khiếp nhược. Lại có chúng sinh vì chẳng hiểu ý chỉ nơi lời nói của Đức Như Lai mà sinh khiếp nhược. Ý chỉ nơi lời nói của Đức Như Lai như thế nào? Đó là Đức Như Lai đã luôn luôn nhìn thấy cảnh giới nhất thật tướng, rốt ráo lìa khỏi các pháp ác thuộc sinh lão bệnh tử, chứng được pháp thân của Ngài. Pháp thân này thường hằng không mất, không biến đổi, vân vân, có sự chứa nhóm vô lượng công đức. Như Lai lại có thể thấy tỏ rõ trong thân của tất cả chúng sinh đều sẵn có những công đức chân thật thanh tịnh nhiệm màu, nhưng bị bóng tội ô nhiễm của vô minh che tướng, cho nên từ trước tới giờ luôn luôn chịu vô lượng thứ khổ sinh già bệnh chết. Như Lai ngay đó khởi tâm đại bi, muốn khiến cho tất cả chúng sinh lìa các thứ khổ, đồng gặt hái sự vui đệ nhất của pháp mô, của pháp thân và pháp thân ấy và pháp vô phân biệt. Lìa pháp thân ấy là pháp vô phân biệt, lìa tất cả ý niệm chỉ có bậc hay diệt tư tưởng hư vọng của thức, chẳng khởi niệm phân biệt mới có thể chứng nhập. Chỉ vì tất cả chúng sinh thường ưa phân biệt, chấm đắm các pháp bởi điên đảo vọng tưởng, cho nên chịu sống chết triền miên. Do đó Đức Như Lai muốn cho họ lìa ý tưởng phân biệt chấp trước, cho nên Ngài nói tất cả pháp thế gian rốt ráo của nó rộng ràng không là gì cả, cho đến tất cả những pháp xuất thế gian bản thể của nó cũng rốt ráo rộng không, không thuộc vào đâu. Nếu nói rộng ra thì như 18 pháp không, sự hiển bày tất cả các pháp như vậy đều chẳng lìa thể của Bồ Đề. Thể của Bồ Đề chẳng thể có, chẳng phải không, chẳng phải không có, chẳng phải chẳng không, chẳng phải cả có lặng không, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải chẳng một, chẳng phải chẳng khác, chẳng phải một lặng khác, cho đến rốt ráo không một tướng nào có thể nắm bắt, vì nó lìa hết tất cả tướng. Thế nào là lìa hết tất cả tướng? Nghĩa là chẳng thể nương vào lời lẽ để giữ lấy, vì trong pháp của Bồ Đề không có sự lĩnh nhận bằng lời lẽ nói năng, và sự nói năng không thể đến được, lại cũng chẳng thể nương vào cái tâm có nghĩ ngợi mà biết được. Trong pháp Bồ Đề không có người hay giữ lấy và pháp để giữ lấy, ngoài ra không người vì
lìa tướng phân biệt. Nếu còn có sự phân biệt chính là hư ngụy, chẳng gọi là khế hợp với Bồ Đề. Những lời dạy như thế của các đức Như Lai, các chúng sinh căn tính chậm lục, không thể hiểu nổi, cho rằng vô thượng Bồ Đề và pháp thân của Như Lai chỉ là pháp trống không rốt ráo, một mực không có gì hết. Do đó mà tâm của họ khiếp nhược, sợ sệt vào chỗ không được gì cả. Họ sinh ra tư tưởng đoạn diệt, khởi nhận thức có tăng có giảm, chuyển sang phỉ báng, khinh mình, khinh người, vân vân. Để đối trị hạng này, ta liền bị họ nói pháp tăng Như Lai tự tính nó chẳng phải ngoan không, mà là có tự thể chân thật. Thể này đầy đủ vô lượng công đức thanh tịnh, từ vô thủy đến giờ mà nó tự nhiên tròn đầy, chẳng phải nhờ tu mới có, chẳng phải nhờ tạo mới thành. Cả đến trong thật, tất cả chúng sinh cũng đều sẵn đủ, không biến đổi, không thêm, không bớt. Những lời nói như vậy có thể trừ sự khiếp nhược của chúng sinh, đó mệnh danh là an ủi. Lại nữa, chúng sinh ngu si chấp chặt, nghe những lời nói như thế cũng sinh khiếp nhược. Vì không hiểu nổi nghĩa này, họ lại chấp rằng pháp thân của Như Lai từ xưa tới nay đã đầy đủ, chẳng phải là tướng tu tạo thì đâu có tướng chứng đắc gì. Do đó mà họ sinh khiếp nhược, rơi vào hạng tính tà đạo kiến, theo lối của tự nhiên và đạo. Đối với hạng này, ta liền bị họ nói đến sự tu hành tất cả thiện pháp để tăng trưởng sự đầy đủ, mới sinh ra được sắc thân Như Lai, được quả báo vô lượng công đức thanh tịnh. Những lời nói như thế nhằm khiến chúng sinh lìa sự khiếp nhược đó, được mệnh danh là an ủi. Những nghĩa sâu thẳm được ta nói ra khế hợp với lý chân thật, không có mắc lỗi. Bởi vì lời nói mâu thuẫn của thế gian, làm sao biết tướng lìa lời nói mâu thuẫn? Bởi vì pháp thân của Như Lai, mặc dù không có cảnh giới của lời lẽ, và lìa cả cái tâm tưởng niệm, chẳng phải không, chẳng phải bất không, cho đến không có tất cả các tướng, chẳng thể căn cứ vào lời lẽ để chỉ bày. Những căn cứ vào pháp giả gọi đối đãi nhau bởi nhân duyên huyện hóa của thế đế thì có thể dùng phương tiện chỉ bày để nói. Vì tính của pháp thân này không phân biệt, lìa tất cả tướng tự tướng tha, chẳng phải không, chẳng phải bất không, cho đến lìa hết tất cả các tướng, cho nên nói rằng bản thể của pháp thân là rốt ráo rộng không, không thuộc vào cái có. Vì khi đã lìa tâm phân biệt rồi thì tưởng niệm hết sạch, bèn không còn một tướng nào cả, nhưng có thể thật, nhưng có thể tự thấy, tự biết và tự có tất cả. Thế nên nghĩa không quyết định khế hợp với thật tướng chẳng như, không hề sai lầm. Lại nữa, chính trong nghĩa không đó, do lìa tâm vọng tưởng phân biệt thì sự rốt ráo tận cùng của nó không một tưởng nào có thể nói rằng không, chỉ vì chỉ còn lại một sự chân thật, chính đó gọi là bất không vậy. Lìa tưởng niệm của thức, cho nên không có bất cứ một tướng hư vị nào, mà là rốt ráo thường hằng, chẳng biến chẳng đổi, bởi không còn một tướng nào có thể hỏi có thể diệt, cho nên cũng lìa mọi sự tăng giảm. Lại nữa, chỗ vô phân biệt của thật thể chân như này, từ đời vô thủy đến nay đủ vô lượng chủng tử công đức vô lậu tự nhiên sẵn có, lúc nào cũng tương ưng vì nó, không lìa không rời, cho nên nói là bất không. Những công đức chưa nhóm nơi thật thể chân như thế, tất cả chúng sinh đều sẵn có, chỉ vì chúng sinh bị vô minh che lòa, cho nên chẳng biết chẳng thấy, chẳng thể nào đạt được công đức lợi ích của pháp thân, đâu khác gì hoàn toàn không có. Nói chưa có là nói những công đức, nói chưa có là nói những chúng sinh chẳng biết chẳng thấy về thể của pháp thân, cho nên bao nhiêu lợi ích của công đức nghiệp chẳng phải là chỗ những chúng sinh ấy có thể thọ dụng, vì vậy chẳng gọi là thuộc về của họ. Chỉ có nhờ vào sự tu khắp tất cả thiện pháp, đối trị các thứ nghiệp chướng, nhận ra pháp thân kia, sau đó mới được những công đức lợi ích. Thế nên nói rằng tu tất cả thiện pháp sinh ra sắc thân Như Lai thiện nam tử. Như hiện nay ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khi nói về những phương tiện thù thắng và pháp môn trọng yếu sâu xa này, có 10 vạn ức chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề trụ bậc kiên tính, lại có 9.8000 Bồ Tát được sinh, được vô sinh pháp nhẫn. Toàn thể đại chúng đều dùng hương hoa vi diệu cõi trời cúng dường Đức Phật và Đại Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ Đức Phật bảo đại chúng rằng, các vị, mỗi người hãy nên thọ trì pháp môn này, tùy ở chỗ nào đều làm cho lan rộng. Tại sao vậy? Pháp môn như thế rất là khó gặp, hay làm lợi ích rất lớn. Nếu như người nào được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát và tin những lời
Người nói nên biết người ấy có thể nhanh chóng lìa tất cả mọi sự chướng ngại mau đến vô thượng bồ đề. Lúc ấy đại chúng đều phát lời rằng: chúng con sẽ thọ trì lưu thông thế gian, chẳng dám để quên. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Đại Bồ Tát kiên tịnh tính bạch Phật. Bấy giờ ngài Đại Bồ Tát kiên tịnh tính bạch Phật: kính bạch Thế Tôn, những điều được nói trong khế kinh lục căn tụ này tên là pháp môn gì? Pháp chân yếu này con sẽ thọ trì khiến đời sau này khắp đều được nghe. Đức Phật bảo ngài: Đại Bồ Tát kiên tịnh tính, pháp môn này gọi là chiêm sát nghiệp báo thiện ác, cũng gọi tên là tiêu trừ các chướng, cũng được gọi là chỉ bày cho người cầu về đại thừa biết phương tiện tiến đến và phát lộ nghĩa thật rốt ráo rất sâu, cũng và cũng gọi là khéo nói an ủi khiến lìa khiếp nhược mau vào đến mau vào đức tin kiên cố quyết định y danh nghĩa như thế, ông nên thọ trì. Đức Phật nói tên pháp môn này rồi, tất cả đại hội thảy đều hoan hỷ tin nhận văn theo thực hành kinh chim sát nghiệp báo thiện ác hết quyển hạ. Kinh chim sát nghiệp báo thiện ác quyển thượng đời kỳ tập tập pháp sư Bồ Đề Đa người nước Ấn Độ dịch Hán văn ra Hán văn biệt dịch Thích Thiện Thông. Kinh chim sát thiện ác nghiệp báo quyển thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đứng nhất thiết chí ở thành Vương Xá trong núi Linh Thú, dùng sức thần thông thể hiện đạo tràng thành tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng cầu hội diện nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tín từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục ván áo vai mặt, cùng kính chắp tay bạch lên Đức Phật: kính bạch Thế Tôn, nay con ở giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi thưa thỉnh Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn rủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi Như Lai có thể giải nói cho ông. Nghe đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tín thưa: như Đức Thế Tôn trước đây có nói ta nhập nghiệp rồi, đến sau thời kỳ chánh pháp chấm dứt, tượng pháp sắp đến sang thời mật pháp, và thời kỳ này chúng sinh rút mở nhiều sự suy buồn, quốc độ xảy ra rối loạn, hoài hoài tai nạn nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ách nạn, toàn những sợ sệt bất xúc chúng sanh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất niệm lành của mình, chỉ nuôi lượng thêm tham nhận ganh tị ngã mạn vân vân. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng tiếng khen theo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm tu pháp xuất yếu. Trong thời kỳ này chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ khiếp nhược, lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng. Do những nhân duyên đầy chảy các thứ chướng ngại như thế, cho nên đối với chánh pháp của Phật, căn tính của họ trở nên chậm lụt, đức tin ít ỏi, người chứng được đạo cực kỳ hiếm có. Đánh đổi lần lần đối với ba thừa, những người thành tựu đức tin căn bản cũng lại rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình vân vân lần lượt chẳng còn, và từ mặt pháp lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kinh Bạch Thế Tôn, không vì thời đại ác dục sau này khi tượng pháp sắp hết, và vì chúng sinh căn lành nhỏ nhoi trong thời mật pháp, xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật khiến sinh lòng tin, trừ được trừ suy buồn, bởi các chúng sinh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại nên họ thoái tâm lành. Đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế, còn nhiều nghi ngờ, chẳng thể bền lòng chuyên cầu thiện pháp, chúng sinh như vậy đáng thương, đáng cứu. Tâm đại bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, chỉ biết tất cả, xin gửi phương tiện dạy rõ điều này, khiến lìa lưỡi nghi, trừ các chướng ngại, thêm được đức tin nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Kiên Tịnh Tín rằng: lành thay, định thay, ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nay trong hội này có đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với người, vị Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện mở bài diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát Kiên Tịnh Tín bạch Phật: kính bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này? Đức Phật bảo ngài Kiên Tịnh Tín: ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị gia tăng nghi kiếp, từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết trí, công đức chẳng này chỉ vì nương sức đại tự tại và thiện nghị xưa mà khéo hóa hiện ứng tâm mười phương, dù rằng dạo khắp tất cả cõi nước khởi
dụng đổi sinh nhưng với đời ác năm trường thì người làm lợi ích giáo hóa sao gì hơn cả, lại cũng nương sức quan tâm thể nghiệm thời xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới Ta Bà thành tục chúng sinh, do đó trong đạo hội đầy thân tướng của người đo nghiêm oai đức thù thắng, chỉ trừ Như Lai ngoài ra không ai có thể hơn trỗi. Vả lại, bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế giới này trừ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, người ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi bản thể và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sinh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ các thứ chướng ngại cho khắp chúng sinh để họ hiện đời được sự an ổn. Hay nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đấng khéo nói pháp an ủi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu, có thể mở mang dẫn dắt những người mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa khiến chẳng khiếp dược. Bởi những nhân duyên như vậy cho nên nơi thế giới Ta Bà này chúng sinh các ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy, Bồ Tát Kiên Tịnh Tính đã hiểu được ý của Phật nơi đó, Ngài liền mở lời khuyến thỉnh Đức Địa Tạng rằng: hay thay đấng đại sĩ cứu đời, hay thay đấng đại trí khai đạo, như điều tôi hỏi về những chúng sinh trong đời ác trược dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại được vững niềm tin này, Đức Như Lai muốn để cho Ngài nói phương tiện đó thì Ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với Ngài Kiên Tịnh Tính rằng: này Thiện Nam Tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác trường, những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian mà xuất thế gian như chưa có được đức tin quyết định chẳng thể tu học, về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng buông ấy, ý tưởng bất tịnh, vân vân, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế, hoặc là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt, vân vân, do chẳng siêng quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản. Đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo, chẳng hay chuyên lòng tin tưởng sâu sắc đối với ba thừa đều không định hướng. Những hạng người trên nếu có bất cứ thứ chướng duyên nào thì mỗi lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc hối đối với mọi điều, tâm chẳng sanh tỏ, cầu nhiều lo nhiều, lắm chuyện ràng buộc, làm việc bất định, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có sự chứng nặng như thế nên dùng phương pháp xem tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xác nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước, cũng như những sự khổ vui lành dữ hiện tại đời này, duyên hợp mà có, duyên hết thì tan, nghiệp nhóm theo tâm, tướng hiện quả khởi, chẳng mất chẳng hư, tương ứng với nhau không hề sai lạc. Hãy nên như vậy chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu, rồi tự nhắc nhở nơi lòng của mình đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật phải nên học tập phương pháp chiêm sát tướng mộc luân này, hết lòng nương theo việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu. Chẳng nên bất bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian, rồi sinh thành đắm mưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thành đạo Bồ Đề. Này Thiện Nam Tử, muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải khắc gỗ cỡ như ngón út, dài dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ, bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn dần lần ra, ngửa tay gieo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi nhân vị nghĩa này, mệnh danh là luân. Lại nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sinh, chuyển sanh đường tránh đến chốn an ổn nên gọi là luân. Về tướng mộc luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, luân này có 10. Hay là luân tướng biểu thị nghiệp chủng chứa nhóm trong những đời trước, hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau, luân này có 3. Ba là luân tướng biểu thị thọ báo sai biệt cả trong 3 đời, luân này có 6. Như muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc gỗ ra làm 10 luân. Y 10 luân này viết ghi danh từ của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân, ghi ở một mặt,
Kẻ lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp khiến cho cân đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác có thể tóm nhiếp tất cả pháp ác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác có thể tóm nhiếp tất cả ác pháp khác. Nếu muốn chiêm quả tứ mộc luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành. Lễ chung tất cả chư Phật mười phương, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, thưa hỏi lãnh nhận chánh pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng thành, kính lạy mười phương tất cả pháp tạng, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng tu hành đúng pháp vì người diễn nói. Kế nữa phải học sự dốc lòng thành, kính lạy mười phương tất cả hiền thánh, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề đến bất thối chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành, kính lạy nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mau được trừ diệt đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ. Lại như thế rồi tùy chỗ có được hương hoa vân vân nên sắm cúng dường. Trong khi cúng dường, hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường khắp pháp hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dân cúng đồng với pháp tịnh xông khắp tất cả cõi nước mười phương của các nước Phật rộng làm Phật sự. Lại nghĩ mười phương tất cả món cúng lúc nào cũng có, nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hương hoa chuỗi ngọc tràng phan bảo cả những món trang bảo các thứ âm nhạc đèn đuốc sáng tỏ món ăn thức uống y phục nền nệm mền nệm thuốc thang vân vân cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường tặng khắp pháp giới mà mình có thể hình dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sanh dân hiến cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới ta đều tùy hỷ, người nào chưa thể sắm sửa cúng dường nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường. Lại nguyện tăng ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước mười phương, ở mỗi mỗi chỗ Phật pháp tăng bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với khắp chúng sanh đồng đem dâng hiến cúng dường tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng chùa viện tháp miếu tất cả Phật sự của các Phật, cúng dường tất cả bao nhiêu tạng pháp và chỗ thuyết pháp, cúng dường tất cả chư hiền thánh tăng nguyện con cùng với tất cả chúng sinh tu hành cúng dường như thế. Xong rồi lần lần thành tựu 6 ba la mật 4 vô lượng tâm, biết sau các pháp xưa nay vắng lặng không sinh không diệt, nhất vị mình đẳng lìa niệm thanh tịnh rốt ráo tròn đầy. Lại một lần nữa buộc tâm một chỗ riêng cúng dường ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm thầm, nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, xưng danh như vậy đủ 1.000 lần. Qua 1.000 niệm rồi bạch đời như vậy: Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát đại từ đại bi, cúi mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sanh mau trừ các chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp tương xứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi, sau đó cầm tay cầm mộc luân ở trên vật sạch gieo qua một bên. Cách thức như thế muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy, người xem nên biết. Từ muốn chiêm sát tứ mộc luân này thì nghiệp được hiện đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng, suy tư nghiêm nghiệm xét, hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ. Nghiệp nhân như vậy giống loại chẳng nông tập khí quả báo, mỗi thứ mỗi khác, như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác. Hãy nên để nhớ sẽ nhận quan sát nghiệp chủng được hiện cùng với những việc quả báo khổ vui lành dữ trải qua trong đời, trải qua hiện đời này như tương xứng với nghiệp tập phiền não đang nhận, đó là có mệnh danh là khế hợp. Nếu chẳng tương xứng phải biết đó là chẳng hết lòng thành mà là luận sai. Để chìm tướng mộc luân mà nghiệp thiện nghiệp ác đều chẳng hiện ra thì người này đã chứng tâm sáng suốt và trí vô lậu, hay nên chuyên cầu xuất ly thế pháp, chưa nhận lại quả báo thế gian, những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng, cho nên chẳng hiện. Trường hợp thuần thiện chẳng đủ, thuần ác chẳng đủ thì hai hạng người này, những gì về nghiệp thiện nghiệp ác của họ chẳng hiện đều là nhỏ yếu, chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện.
để đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tương ưng rồi, đối với những món thuộc năm tứ dục khi được xứng ý chớ tự dễ nuôi rồi khởi buông lung, liền nên xác nghĩ ta được như vậy là do nghiệp thiện đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này thì ta cần phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ nếu gặp ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành rối rắm lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu cho nên nghi hối mà thoái tu thiện nghiệp, liền nên xác nghĩ nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế nên ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cũng như chuyển tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay biến người phóng túng, nếu chẳng như thế chỉ càng thêm sự chữa nhóm các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chiên sát phần tử một phân, thuộc cách thứ nhất thì đệ tử nếu muốn chiên sát nghiệp được chứa nhóm sai gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mạnh yếu lớn nhỏ sai khác thế nào thì nên khắc gỗ ra làm ba lông biểu thị ba nơi thân khẩu ý, mỗi lông chủ một nơi viết chữ vào đó, lại nơi mỗi lông chính giữa một mặt viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến chí khí, cái mặt thứ hai viết vào đường gạch hơi nhỏ và ngắn, cái mặt thứ ba rạch một nét khác hơi to và sâu, đến mặt thứ tư cũng khắc một nét cho lớn và cạn. Cần nên biết rằng nghiệp thiện chẳng yên cũng tương tự như vẽ vời tô điểm, nghiệp ác suy bại, nghiệp ác suy hại giống như gạch bỏ, gạch nào dày lớn tượng trưng cho sự chứa thiện vốn đã từ lâu trở lại, thiện nghiệp đã làm mạnh mẽ bén nhạy, việc làm tăng thêm, gạch nào nhỏ ngắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần cạn, chỉ mới tập thành nền tảng chậm chạp, việc làm mỏng manh, nét khắc vào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, làm việc tăng thêm dư họa cũng dày, nét khắc vào mà vừa to vừa cạn tượng trưng cho sự thoái tu thiện pháp trở lại đây gần mà mới tập tành theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm, hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này thiện đệ tử, nếu như chiêm sát luân tướng lần đầu thì chỉ mới biết thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng thể biết tập quán chớ nhóm lâu xa hay gần, cũng như chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu hoặc lớn hay nhỏ, thế nên cần phải chiêm sát tướng luân lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm sát luân tướng lần hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nội thân thì dư tướng luân có chữ có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì dư luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì dư luân tướng có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân dư chung một lần mà phải tùy theo nghiệp chú ý, nên nhớ từng nghiệp thiện ác căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng chiêm lần thứ hai lại được điều tốt nơi điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chí thành, chẳng được kết hợp gọi là sai luống. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bắt sát chẳng giết hay nghiệp thâu đạo trộm cướp, ấy trước chú mục xem nghiệp bắt sát, nhưng trong luân tướng chiếm lần thứ hai được ác nữ thân, đó cũng gọi là chẳng được kế hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chiếm lần thứ hai được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được kế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa chẳng tương ưng lại cũng như vậy, cần phải biết rõ. Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo Ngài Kiên Tịnh Tính: Này thiện nam tử, nếu đời sau này các hạng chúng sanh muốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiện định trí tuệ vô tướng, cần phải xem xét nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nặng nhẹ thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí tuệ, trước hết cần phải tu pháp sám hối tại vì sao thế.
Người này đời trước tập khí ác tâm mạnh mẽ bé nhạy, cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác vi phạm trọng cảm, cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh lập tức tu thiền định trí tuệ thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công. Hoặc bị thất tâm đồng lập cùng loạn, hoặc bị tà ma ngoài đạo quấy rối, hoặc thu nạp pháp tà thêm lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới thể đã được thanh tịnh hay tội nặng đời trước được nhẹ mỏng rồi, ác lìa các chướng. Thiện nam tử hành giả muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng, tùy năng lực mình mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải. Trong thất tôn trí tượng Phật Bồ Tát để kinh sám treo văn lọng lụa chuẩn bị hương hoa để dùng cúng dường, tắm gội thân thể và sạch y phục, cho hối hả mỗi ngày 3 lần. Ở trong thất ấy 3 thời xưng niệm danh hiệu sám hối, một lòng kính lại 7 đức Phật quá khứ và 53 đức Phật kế đó tùy phương mà mỗi mỗi lại chung. Bằng tâm lại khắp nơi có sát thân xá lợi hình tượng tháp miếu và những Phật sự của tất cả chư Phật, kế lại lại chung tất cả chư Phật 10 phương 3 đời, lại nên bằng tâm lễ khắp 10 phương tất cả pháp tạng, lại nên bằng tâm đẩy khắp tất cả chư hiện thân trăng trong khắp 10 phương. Sau đó riêng xưng danh thêm 10 và đảnh lễ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng bạch cuối mong mười phương chư đại tự tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại xin nguyện con và tất cả chúng sanh mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại, 10 thứ nghiệp ác, 4 thứ tội nặng, 5 tội đại nghịch, tà kiến liên đạo, chê bai tam bảo, tội nhất xiển đê, vân vân. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ tính tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có thực thể nhất định để có thể nắm bắt, và thể của nó vốn là rộng lặng, nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm diệt hẳn gốc tội. Kế lại phát lời nguyện huyện tịnh xin nguyện mười phương tất cả Bồ Tát vị nào chưa thành vô thượng chánh giác, xin vị ấy mau thành chánh giác, vị nào đã thành xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian để chuyển pháp luân không còn biết bao. Kế lại phát lời nguyện tỳ hỷ vì cho con và khắp cả chúng sanh rốt ráo lìa hẳn thứ tâm ganh tị tất cả cõi nước trong khắp ba đời. Những người tu học được các công đức và được thành tựu con đều tùy hỷ. Kế lại phát lời nguyện hồi hướng nguyện những công đức mà con đã tu nếu có lợi ích cho khắp chúng sinh đều xin hồi hướng nguyện nhất thiết chí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh tịnh thất, ngồi thẳng nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc là niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải đi tiết giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm che mờ tâm tính thì đi trở vào đạo tràng trong tháp kinh hành niệm tụng. Trên đây là nói ban ngày, kia đấy là phần giờ giấc ban đêm. Nếu có đèn lên thắp sáng ban đêm cũng nên ba thời cùng kính cúng dường sám hối phát nguyện. Nếu chẳng thể sắm đèn đèn sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tỉnh thất một lòng tụng niệm hàng ngày, thực hành pháp sám như vậy chớ lười bỏ phế. Nếu người chẳng có nền tảng thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác, thì tội chướng nhẹ tâm của người ấy mạnh mẽ lanh lợi, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh trừ các chướng ngại. Các hạng chúng sinh nghiệp có dày mỏng, cho nên cần tính có lành có chậm sai khác không lường. Hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày cho đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, phải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tịnh kỳ chậm đục tội chứng sinh nặng, cần phải luôn luôn phát tâm dõng mãnh, chẳng đối tượng đến việc tiết thân mạng, thường xuyên xưng niệm sớm tối kinh hành, nhiều quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ, lễ sám phát nguyện, vui tu cũng dường, chẳng lười, chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng đừng dừng thói tinh tấn như thế. Trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh, thiện nam tử nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp. Qua sau 7 ngày phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng một lung thuộc lớp thứ hai để đổ chung tay gieo lung 3 lần, nếu thân khẩu ý
đều là thuận tiện người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này, các hạng chúng sinh người nào có thể tu hành sám pháp thì quá khứ từ trước lâu xa trở lại ở trong Phật pháp, đời nào đã từng tu tập thiện pháp, tùy người đó tu những công đức gì thì nghiệp cũng có dày mỏng đủ thứ khác lạ. Do đó những hạng người kia trong lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng động, họ có chúng sinh thì ban nghiệp thuận thiện đem liền được thêm các thứ tướng hảo. Hoặc các chúng sinh khi được tướng trạng ba nghiệp lành vừa thì trong một ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân ý thơ tới, hoặc có mộng lành mộng thấy thân Phật đến để chứng minh tay xoa đầu mình căng rằng lành thay. Người này thành tịnh ta đến chứng minh cho người, hoặc mơ hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giác, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng để vì chứng minh. Nếu người chưa được tướng bằng nghiệp lành mà chỉ trước đó thấy nghe những việc như vậy rồi cho là mình sám có kết quả thì đó chính là hư vọng giữa nghị, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lệnh xuất thế tùy sự nhiếp thọ của họ mạnh lanh thì ta lúc đó tùy chỗ đáng độ mà vì hiện thân không ánh tự quan khiến họ an ổn lìa những nghi sợ, hoặc hiện ra những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dự đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì liền vì nói những pháp giáo pháp thâm yếu, ngay đó người ấy hướng về thừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sanh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp để siêng tu học đối với lòng trí thành khiến thân khỏi được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại thiên ma và tuần chẳng đến phá hoại, cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và năm món cái lần lượt nhẹ mỏng thanh nổi tu tập thiền định trí tuệ. Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu, hễ gặp những thứ họa nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo rầu bất bách cũng nên cung kính để lại cúng dường tam bảo ăn năn tội ác đã tạo, và thường phát nguyện trong tất cả thời trong tất cả chỗ xuyên lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng chí thành cũng sẽ mau thoát các thứ suy não bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các hạng chúng sinh tại gia xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng chẳng được phép thọ, cũng phải như trên tu pháp tâm hồi với lòng chỉ thành khi được tướng pháp lành của thân khẩu ý rồi liền hãy khả thọ. Nếu chúng sinh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu thọ những giới trọng căn bản của bậc Bồ Tát, hay nguyện thọ chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, giúp chúng sanh giới, nhưng chẳng tìm được giới sư giỏi khéo có thể giải rộng tạng pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát, cùng thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới cho đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng lập nguyện kể rành mười tướng, trước hết nói mười giới trọng căn bản, kế đến nêu chung ba thứ tụ giới tự thể mà thọ, đây cũng đắc giới. Hãy nữa, các hạng chúng sanh về đời vị lai muốn cầu xuất gia, hoặc xuất gia rồi lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tâm, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp, họ những giới cấm hệ có khả năng học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân khẩu ấy được thanh tịnh rồi, song những người ấy còn chưa xuất gia hãy nên cạo tóc mặc vào pháp y lập nguyện như trên tự thể mà thọ ba tụ luận nghi của giới Bồ Tát đó, mà nhanh là được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa của người xuất gia gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Sau đó liền phải tìm tòi học hỏi lục tạng thanh văn và lục tạng kiết tập của Bồ Tát thừa, thọ trì độc tụng quan sát tu hành. Nếu tỳ xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước thệ nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát
và thọ những giới riêng của Sa-di hay Sa-di-ni liền phải gần gũi cúng dường cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia kỳ cựu. Vị này trước đã học đại thừa tâm và thọ đủ giới Sa-di mới thọ thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của mục Sa-di hay Sa-di-ni. Nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm, quan sát tu hành hệ siêu cúng dường Phật pháp tăng bảo. Nếu Sa-di-ni tuổi thọ đã 18 cũng nên tự thể thọ 6 giới pháp của một thức xoa trong tạng tỳ ni và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo ni lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ 3 tụ tịnh giới của một Bồ Tát như trên đã nói, sau đó được gọi tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu chúng sinh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được chịu chứng mộng thấy tướng hảo, giả sử tác pháp tưởng mình thọ giới, chẳng gọi đắc giới, bây giờ ngài kiên định tính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Thát: mà đấng đại sĩ, vì sự trí tâm tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự trí tâm nào có thể cảm chịu mộng thấy tướng lành? Ngài Địa Tạng đáp: này thì nam tử, nói về trí tâm tóm tắt có hai. Những gì là hai? Một là trí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hay là trí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên thành tựu dũng mãnh. Được sự trí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự trí tâm này lại có ba thứ khác nhau giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn, tâm trụ tỏ rõ bậc hạ. Hai là dũng mãnh, ấy là chuyên tập của việc biến trẻ chẳng thiết thân mạng bậc trung. Ba là thâm tâm, nghĩa là tương ưng với pháp, rốt ráo chẳng đói bất thường. Những người tu tập pháp sám hối này cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ thì chọn chẳng thể có sự chịu cảm, chịu tướng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm sát luân tướng thứ hai. Ngày thiện nam tử, nếu muốn chiêm sát sự chịu quả báo sai khác ba đời, lại phải khắc gỗ ra làm sáu luân. Nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào trong đó, mỗi số chủ một mặt, mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số. Số ghi thứ lớp không cho lộn lạo, nên biết những số như thế đều từ số 1 mà khởi, lấy 1 làm gốc cái tướng của những con số như vậy, tượng trưng cho nhóm 6 căn của khắp pháp, khắp tất cả chúng sanh đều từ cảnh giới nhất thập tương tự thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi. Nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thập tướng, lấy đó làm gốc, nghĩa là nương nơi, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thập tướng sẵn có vô minh chẳng rõ nhất chân pháp giới, nhận lầm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi phần chấp đắm chứa nhóm mãi thành nhân duyên của nghiệp, sinh các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nương mà sáu căn bên trong đối với sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật đối với sự thọ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi thì nên hãy nên ba lần gieo tướng một luân. Cách thứ ba này chiêm sát bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác. Các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem như vậy gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một, cậu thượng thừa sẽ được bất tối chuyển. Hai, cậu quả được chứng hiện tại sẽ chứng. Ba, cậu duyên giác thừa không được tối chuyển. Bốn, cậu thanh văn thừa được bất tối chuyển. Năm, cậu thức thần thông được sự thành tựu. Sáu, tu bốn pháp hạnh được sự thành tựu. Bảy, tu thiện thế gian được sự thành tựu. Tám, giới nào muốn thọ là được diệu giới. Chín, giới nào từng thọ được đầy đủ giới. Mười, cầu thượng thừa nhân đắc tin chưa trụ. Cầu thượng thừa nhân đức tin chưa trụ. 11, cầu duyên giác thừa nhưng đức tin chưa vững. 12, cầu thanh văn thừa nhưng đức tin chưa vững. 13, người được chiêm sát chính là bằng lành. 14, tùy nghe những gì đều đúng chánh pháp. 15, người được chiêm sát
chính là bạn á. 16. Tùy nghe những gì đều sai chính pháp. 17. Người đang được xem có đức thật sự. 18. Người đang được xem không có thật đức. 19. Người được tu quán là không sai lầm. 20. Nghĩa được 19. Nghĩa được tu quán là không sai lầm. 20. Nghĩa được tu quán là bị lầm lộn. 21. Những gì độc tụng là không lầm lộn. 22. Những gì độc tụng là bị lầm lộn. 23. Những hạnh được tu chẳng bị sai lầm. 24. Những gì nghe thấy đều là tướng lành. 25. Có sở chứng gì đều là chân thật. 26. Có học những gì đều là sai lầm. 27. Những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28. Có chứng ngộ gì đều chẳng phải chánh. 29. Có kết quả gì là do tà thần giúp giữ. 30. Nói giỏi điều gì là chỉ tà biện bác. 31. Biết chỗ huyền diệu chẳng phải xếp người. 32. Nên trước tập quán đường lối sáng suốt. 33. Nên tập đường lối thiền định trước đó. 34. Xem chỗ được học không bị chướng ngại. 35. Xem chỗ được học là điều thích nghi. 36. Xem chỗ được học chẳng phải thích nghi. 37. Xem chỗ được học là đã tu tập đời trước. 38. Xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập. 39. Xem chỗ được học khéo tăng trưởng lên. 40. Xem chỗ được học là phương tiện nhỏ. 41. Xem chỗ được học không sự tiến thủ. 42. Quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43. Cầu xuất gia thì sẽ được ra đi. 44. Mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy. 45. Cầu những nguyện kinh sẽ được đọc tụng. 46. Hãy xem việc làm đều là ma sự. 47. Xem những việc đã làm đều thành tựu. 48. Xem việc được làm chẳng được thành tựu. 49. Cầu giàu của cải sẽ được sung thành. 50. Cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 51. Cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 52. Cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả. 53. Xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ. 54. Xem chỗ học vấn ít đạt kết quả. 55. Tìm thầy tìm bạn được như ý muốn. 56. Tìm đệ tử được như ý. 57. Tìm cha mẹ được như ý muốn. 58. Cầu con trai con gái được như ý. 59. Tìm thế thiếp được như ý. 60. Tìm bạn đồng học được như ý muốn. Xem lại 61. Xem lại những gì lo lự được hòa hợp. 62. Người được xem tâm họ mang hơn giận. 63. Mong người không giận sẽ được hoan hỷ. 64. Cầu sự hòa hợp được như ý muốn. 65. Tâm của người được xem thì hoan hỷ. 66. Người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ. 67. Người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại. 68. Người được mời gọi sẽ được nhóm đến. 69. Người bị chê ghét được rời khỏi họ. 70. Người mình kính mến sẽ được gần họ. Bảy mươi mốt quán pháp ly dục tất được ý được tập trung. 72. Quán pháp ly dục ý chẳng tập trung. 73. Người được mời gọi họ sẽ chẳng đến. 74. Người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến. 75. Người được hẹn trước ở lại không đến. 76. Người đang được xem được sự an lành. 77. Người đang được xem hiện chẳng an lành. 78. Người đang được xem đã không còn thân. 79. Người mình trông gặp sẽ gặp sẽ được gặp họ. 80. Những gì mình đang tìm sẽ những gì mình đang tìm được gặp lại. 81. Những gì cầu nghe sẽ được lợi lành. 82. Những gì mong tìm thấy chẳng được như ý. 83. Xem chỗ bị nghi chính là đúng thật. 84. Xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật. 85. Người đang được xem chẳng còn hòa hợp. 86. Cầu làm Phật sự sẽ được kết quả. 87. Cầu những món cúng sẽ được kết quả. 88. Tìm những của cải sẽ được kết quả. 89. Tìm của nội thân sẽ được kết quả. 90. Có cầu những gì hãy đều sẽ được. 91. Có cầu những gì thầy đều chẳng được. 92. Có cầu những gì được kết quả. 93. Có cầu những gì đều được như ý. 94. Có cầu những gì liền được nhanh chóng. 95. Có cầu những gì chẳng được nhanh chóng. 96. Có cầu mong gì nhưng bị tổn thất. 96. Có những mong cầu nhưng bị tổn thất. 97. Có cầu những gì sẽ được lợi lành. 98. Có cầu những gì nhưng sẽ bị khổ. 99. Xem vật bị mất sẽ tìm lại được. 100. Xem vật bị mất chẳng tìm lại được.
101, sinh vật bị mất tự trở về lại. 102, cầu lìa ách nạn được thoát ách nạn. 103, cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được trừ lành. 104, xem những việc đã qua không chướng ngại. 105, xem những việc đã qua có chướng ngại. 106, xem nơi đang ở được dừng ở yên. 107, xem nơi đang ở chẳng được bình an. 108, nơi vừa mới đến được sự an vui. 109, nơi vừa mới đến là có ách nạn. 110, nơi vừa mới đến là lưới của ma. 111, nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 112, nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 113, nơi vừa mới đến tự được lợi ích. 114, con đường dạo qua không bị não hại. 115, con đường dạo qua có bị não hại. 116, vua dân ác nên đói kém nổi lên. 117, vua dân ác nên nhiều bệnh ôn dịch. 118, vua dân tốt nên nước được giàu vui. 119, vua nhân đạo nên nước tai họa lớn. 120, vua tu đức tai nạn loạn lễ diệt. Trong 21, vua làm ác nước sắp bị phá hoại. 122, vua tu thiện nước được xây dựng lại. 123, xem chỗ dạo qua khỏi được khỏi các nạn. 124, xem chỗ dạo qua chẳng thoát khỏi nạn. 125, nơi đang được ở mọi người an ổn. 126, nơi đang được ở có sự chướng ngại. 127, tu lạc đang ở, tụ lạc đang ở mọi người chẳng yên. 128, là nơi nhận tịnh không có ác nạn. 129, xem ra quái lạ nhưng không tổn hại. 130, xem ra quái lạ có sự tổn hại. 131, xem ra quái lạ tinh tấn thì a. 132, giấc mộng được thấy không gây tổn hại. 133, giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 134, giấc mộng được thấy tinh tấn thì a. 135, giấc mộng được thấy là một lợi lành. 136, thấy chướng loạn đó nhưng mau được lìa. 137, thấy chướng loạn đó lần lần được lìa. 138, thấy chướng loạn đó mà chẳng lìa khỏi. 139, thấy chướng loạn đó nhất tâm là trừ. 140, thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát. 141, thấy nạn đang bị mới được thoát. 142, thấy nạn đang bị chịu nhiều phiền não, chịu nhiều suy não. 143, thấy nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát. 144, thấy nạn đang bị biết mạng sắp hết. 145, thấy bệnh đang mắc rất chẳng nên điều trị. 146, thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá. 147, thấy bệnh đang mắc hợp với phi nhân. 148, thấy bệnh đang mắc có thể điều trị. 149, thấy bệnh đang mắc khó thể điều trị. 150, thấy bệnh đang mắc tinh tấn là an. 151, thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài. 152, thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành. 153, thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi. 154, thấy bệnh được chữa là trị đúng pháp. 155, thấy đang được uống thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực. 156, thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn. 157, thầy được tìm đến chẳng thể trị liệu. 158, cách được trị liệu là chữa trị sai. 159, thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực. 160, thấy bệnh đang mắc là mạng sắp chết. 161, đó là trong đường địa ngục mà đến. 162, từ trong con đường súc sinh mà đến. 163, từ trong con đường ngạ quỷ mà đến. 164, từ trong con đường Atula mà đến. 165, từ trong nhân loại mà đến. 166, từ trong loài trời mà đến, mà sinh đến. 167, từ trong những người tại gia mà đến. 168, từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến. 169, đã từng gặp Phật cúng dường mà đến. 170, từng gần cúng dường hiền thánh mà đến. 171, từng được nghe pháp rất sâu mà đến. 172, bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục. 173, bỏ thân này rồi sẽ đọa làm súc sinh. 174, bỏ thân này rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ. 175, bỏ thân rồi sẽ làm Atula. 176, bỏ thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo. 177, bỏ thân rồi làm vua trong loài người. 178, bỏ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời. 179, bỏ thân rồi sẽ làm vua cõi trời. 180, bỏ thân rồi sẽ nghe pháp rất sâu. 181, bỏ thân rồi được xuất gia tu học. 182, bỏ thân rồi sẽ đặng gặp thánh tăng. 183, bỏ thân rồi sinh lên trời đấu xuất. 184, bỏ thân rồi sinh tịnh độ của Phật. 185, bỏ thân rồi liền được thấy Đức Phật.
186 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa dưới thành văn, 187 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác, 188 bỏ thân rồi sẽ chứng được đạo quả, 189 bỏ thân rồi liền được bậc thượng thừa. Này thiện nam tử, đó gọi là những tướng sai biệt của 189 thứ quả báo lành dữ. Các chim sắc như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu các số cộng với ý người tương xứng thì không sai là các số cộng gieo cho người nào, mà con số thành với việc tâm đang chú trọng theo đuổi để xem kết quả không tương xứng ấy là chẳng hết lòng thành. Như thế gọi là hư luống. Người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là kẻ ấy đã được vô sở hữu, không gì để vướng mắc. Lại nữa, thiện nam tử, nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chim mà đến cầu thỉnh muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc quán sát tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không, bên trong có ý, bên trong ý có thanh tịnh hay không, sau mới có thể quy kính tu hành cúng dường như trước, dốc lòng phát nguyện vì họ chim sát chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng thầy ta để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, dầu cho chim sát nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa, các hạng chúng sinh về đời sau này bất cứ việc gì được chim sát đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được, nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách lo rầu sợ sệt, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành thì việc chim sát sẽ được tốt lành, cầu gì được nấy, hiện đời liệt khỏi những sự suy buồn, kinh chim sát nghiệp báo thiện ác hết quyển thượng. Ha ha ha,